ít hơn người tình 53 tuổi, nhưng chàng trai Gary khẳng định bà Almeida có một trái tim rất trẻ và anh đang hạnh phúc với tình yêu trong mơ của mình. Cụ bà Almeida và chàng trai Gary của Mỹ kết hôn vào năm 2016, chỉ vài tháng sau khi họ gặp nhau tại lễ tang của con trai bà. Bất ngờ hơn, Gary chính là cháu của con dâu bà Almeida. Trước đó, người phụ nữ này đã từng trải qua cuộc hôn nhân dài 43 năm, nhưng bà thừa nhận Gary mới là người bạn tâm giao của mình. Bà nói trong một video đăng trên YouTube khi nói về cuộc hôn nhân đầu tiên: "Tôi đã kết hôn 43 năm, nhưng chúng tôi không ôm hôn nhau nhiều, không có những điều lãng mạn. Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi giống như một cơn lốc. Chúng tôi luôn khen ngợi nhau và hôn nhau. Chúng tôi đang tận hưởng mối quan hệ này. Khi bạn gặp một người hoàn hảo là khi bạn biết rằng bạn không muốn mất đi cảm giác đó." Almeida nói tiếp, những lời khen, những cái ôm, nụ hôn thật lãng mạn. Theo chia sẻ của Gary, họ quan hệ tình dục vào đêm tân hôn và cả hai đều nhận xét người kia là một người tình tuyệt vời. "Nó thật tuyệt vời, vượt xa những giấc mơ của tôi," Gary tiết lộ. "Cô ấy thật sự là một người phụ nữ trong mơ của tôi. Khía cạnh tình dục trong mối quan hệ của chúng tôi không thể tốt hơn được nữa." Trong một buổi trò chuyện trước công chúng, Almeida đã đưa ra nhiều lời khuyên cho những người phụ nữ khác. Trả lời một câu hỏi về cách kéo dài tình yêu, Almeida nói, "Bạn cần ngồi xuống với nhau và giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ của mình. Trong mối quan hệ của chúng tôi làm những việc nhỏ mỗi ngày để giúp đỡ nhau. Ví dụ như anh ấy nấu bữa tối, lau nhà. Chúng tôi luôn cảm ơn nhau về những điều nhỏ bé như nấu ăn, rửa bát." Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khen ngợi bạn đời. Hãy luôn khen ngợi và thể hiện tình yêu với anh ấy mỗi ngày. Được biết, trước Almeida, Gary từng hẹn hò với một cụ bà 77 tuổi.